Hello, chào anh em, lại là tôi Spider-Man đây. Hôm nay tôi cùng anh em đi qua công viên hóng hớt xem ở công viên có cái chuyện gì nè, cái chuyến phiêu lưu gì mà hôm nay Spider-Man có thể khám phá không nha anh em. Ở khu kia có mấy anh trai đang bàn công chuyện, có vẻ khá là rôm rả đấy. Lại hóng hớt xem anh em ạ. Chào mấy anh trai đang bàn chuyện gì rôm rả thế? Chào Spider-Man, mày có biết là hiện tại thành phố đang bị tấn công bởi một thế lực hắc ám bí ẩn có tên là Huggy Wuggy không? Hiện tại cảnh sát đang treo thưởng $100,000 cho mỗi một cái đầu của Huggy Wuggy. Nếu mà mày cảm thấy đủ sức ấy thì có thể trở thành thợ săn Huggy Wuggy, Bounty Hunter, tiêu diệt Huggy Wuggy để nhận tiền thưởng của cảnh sát. Ok, cảm ơn anh Giai đã cung cấp thông tin hữu ích cho em nha. Như vậy là cảnh sát đang treo đầu $100,000 cho mỗi một cái đầu của Huggy Wuggy anh em ạ. Thế nên là hôm nay tôi sẽ quyết định sẽ trở thành một thợ săn Huggy Wuggy nha anh em. Thợ săn quái vật Monster Hunter. Bây giờ tôi sẽ qua đồn cảnh sát để hỏi thăm về vị trí của bọn Huggy Wuggy nha. Đây có hai chú cảnh sát đang làm việc này. Tôi sẽ hỏi thăm vị trí Huggy Wuggy. Chào hai chú cảnh sát, cháu là thợ săn Huggy Wuggy. Chú có thể cung cấp địa điểm của Huggy Wuggy gần nhất cho cháu để cháu có thể hoàn thành công việc được không ạ? Được, hiện tại Huggy Wuggy, địa điểm báo cáo gần nhất của chúng nó là ở trong khu rừng phía tây nam của thành phố. Mày có thể qua đó để tìm hiểu. Ok, cảm ơn các chú công an nha. Khu rừng phía tây nam thành phố anh em ạ. Tôi sẽ qua săn tìm Huggy Wuggy. Tôi đến khu rừng phía tây nam thành phố rồi anh em. Hình như đây chính là cái địa điểm ẩn náu của bọn Huggy Wuggy anh em ạ. Tôi sẽ lên trên kia để điều tra nha anh em. Mà theo tôi được biết thì Huggy Wuggy nó chỉ xuất hiện vào ban đêm thôi anh em ạ. Nên là chúng ta cần phải đợi đến ban đêm để bọn Huggy Wuggy nó tập hợp bàn bạc cách tấn công thành phố. Thì lúc đó chúng ta sẽ làm việc nha anh em. A few inches later. Hình như là bọn Huggy Wuggy nó cũng chỉ tập trung quanh gần gần thế thôi anh em. Cứ đi loanh quanh điều tra là kiểu gì phát hiện ra là anh em ơi, hình như đám Huggy Wuggy nó đang tập trung kia kìa. Từ tiến đến để bí mật nhẹ nhàng âm thầm thôi anh em ạ, bị phát hiện là dễ dàng cũng là có thể ăn thịt bất kỳ lúc nào. Bí mật tiến lại gần nha. Ui giời ơi anh em ơi, má, một đám Huggy Wuggy. Trời ơi, đáng sợ quá anh em ơi, chúng nó đang bàn bạc chuyện gì ý? Chúng nó bàn bạc việc tấn công thành phố sao anh em ạ? Tôi đứng đây có khi nào bị Huggy Wuggy nó phát hiện không anh em? Tôi lại gần một chút để nghe lén cho em xem bọn nó nói chuyện gì nhá. Chết mẹ, tôi bị Huggy Wuggy phát hiện đấy anh em ạ. Đáng sợ quá. Mình tôi làm sao có thể đánh lại được cái đám Huggy Wuggy đông và hung hãn như thế này. Có khi phải chạy về thành phố để báo công an anh em ạ. Đáng sợ quá. Đừng đuổi theo em nữa, các anh Huggy ơi. Em có làm gì đâu. Em không phải là thợ săn Huggy đâu. Các anh đừng đuổi em. Tôi phải về thành phố báo công an anh em ạ. Kia rồi. Tôi nghe tiếng còi công an rồi anh em ạ. Tôi vào về báo công an ngay. Huggy Wuggy đang bàn bạc kế hoạch để tấn công thành phố. A few moments later. Huggy Wuggy đã tấn công vào đến thành phố rồi. Tôi không kịp báo công an nữa. Trời ơi, làm cách nào đây? Các chú công an ơi, cứu cháu. Thôi, có lẽ là một mình tôi phải chiến đấu với Huggy Wuggy rồi anh em ạ. Không có thể ai có thể cứu giúp tôi trong cái trường hợp này được nữa rồi. Một mình tôi phải cân hết cái bọn Huggy Wuggy này. Không được. Huggy Wuggy. Ta sẽ tiêu diệt hết tất cả chúng mày. Ta chính là thợ săn Huggy Wuggy mạnh nhất thành phố. Đám Huggy Wuggy này, vào hết đây. Một mình tôi sẽ tiêu diệt hết cái đám Huggy Wuggy này cho anh em. Chúng mày vào hết đây. Huggy Wuggy. Có lẽ dùng tay không ổn anh em ạ. Tôi phải tiêu diệt bọn Huggy Wuggy này, có lẽ phải dùng đến một cái loại vũ khí nào nó mạnh mẽ hơn là dùng tay đấm chúng nó anh em. Tôi vừa mới vào chạy vào đồn công an mượn được cái khẩu 6 nòng này anh em ạ. Ok,
thể sử dụng cái khẩu súng nào để tiêu diệt hết cái bọn đám Husky Wookie này. Rồi nó chạy đâu hết rồi? Ê, các chú cảnh sát ơi, cháu là thợ săn Husky Wookie mà, đừng bắn cháu. Trời ơi, mình là thợ săn Husky Wookie sao các chú cảnh sát lại tấn công mình? Đây chỉ là hành động tự vệ thôi các chú cảnh sát ạ. Cháu gì ra đi săn Husky Wookie thôi. Tôi vừa đi săn Husky Wookie này còn vừa phải chạy cái sự truy đuổi cảnh sát anh em ạ. Trời ơi. Tôi sẽ tìm và tiêu diệt hết cái đám Husky Goki trong thành phố này nha anh em. Đấy rồi, chúng nó đây rồi. Đứng lại. Tất cả chúng mày đứng lại. Nhiệm vụ của tôi bây giờ là tiêu diệt không chừa một đám Husky Goki nào cho thành phố nha anh em. Ai cản đường tôi thì tôi cũng phải tiêu diệt hết, thậm chí người đó là cảnh sát đi chăng nữa. Đám Husky Wookie đứng lại. Ta sẽ tiêu diệt toàn bộ Husky Wookie trong thành phố để đem lại sự yên bình trong thành phố. Lẽ đây là con Husky Wookie cuối cùng trong thành phố đây anh em ạ. Nên là nó chạy rất là ghê. Tôi tiêu diệt con Husky Wookie này. Sau đó chạy trốn sự truy đuổi cảnh sát là mục đích cuối cùng của tôi sẽ được hoàn thiện. Trời ơi, các người đối xử với một người anh hùng như vậy sao? Không! Mặc dù tôi là thợ săn Husky Wookie mạnh nhất thành phố, đã giúp tiêu diệt toàn bộ đám Husky Wookie đem lại bình yên thành phố, nhưng mà người hùng của tôi lại bị chính cảnh sát hiểu nhầm và cảnh sát truy đuổi anh em ạ. Một người hùng không được công nhận, thật quá là buồn. Nếu mà anh em cảm thấy muốn chia sẻ nỗi buồn cùng tôi thì anh em nhớ like và đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo. Tạm biệt.